chị là Tâm. Chị hiện nay thì là chị lãnh đạo một cái NGO làm việc ở Việt Nam trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần. Và con chị thì học ở trường mình từ năm lớp 6. Con chị bây giờ hiện nay học lớp 12A1, cháu tên là Đào Lâm Tùng. Gia đình nhà chị là một gia đình mà rất là may mắn, tại vì là có truyền thống làm trong ngành giáo dục. Bố mẹ chị cũng là giảng viên trong ngành giáo dục. Và chị cũng rất là may mắn là bởi vì rằng là mình nuôi dạy con thì mình học tập rất là nhiều từ bố mẹ mình. Vì mình thấy rằng là mình rất là hạnh phúc được cái cách đào tạo của bố mẹ. Thì mình cũng học hỏi từ đó để mà mình dạy con mình là may mắn cho mình, tức là bố mẹ không áp đặt cho mình. Và từ nhỏ thì bố mẹ đã cho mình cái môi trường giáo dục rất là dân chủ. Tức là con thấy cái gì khó thì con không sợ nói ra, và con thấy thích cái gì hoặc là con có những cái khó khăn ở trường ở lớp thì là mình rất là thoải mái mình chia sẻ với bố mẹ. Và cái quyết định về nghề nghiệp của mình thì bố mẹ chỉ là người hỗ trợ thôi, còn cái quyết định là học gì làm gì thì là của mình. Thế vì vậy thì mình cũng mang cái tinh thần đấy vào để mà làm việc với con. Thế thì đúng là mỗi đứa trẻ thì nó đều có những đặc điểm chung của cái độ tuổi đó, nhưng mà cũng có cái sự khác biệt của từng đứa trẻ. Thế thì có những đứa thì nó định hướng rất là sớm là nó muốn trở thành ai, nó muốn làm cái gì. Thế mà rất nhiều em thì cũng chỉ biết làm một đứa con ngoan, một đứa người trò giỏi đã là tuyệt vời lắm rồi. Nhưng mà thực sự thì có đam mê gì cháy bỏng hay là mình phù hợp với nghề nghiệp nào thì nó không dễ để mà tự quyết định được. Tại vì cái trải nghiệm của gia đình, của con nó cũng có hạn chế của nó thôi, chứ không thể biết hết những cái nghề nghiệp hay biết là mình phù hợp với gì. Để động viên con mà có cái sự đam mê học tập ấy, thì mình phải chia sẻ bằng rất là nhiều phương pháp. Tại vì điển hình như là mình nói về học ngoại ngữ thôi, học ngoại ngữ nói riêng, học các môn khác nói chung ấy, thì đều là học. Học không bao giờ thích bằng chơi cả. Thế mình làm thế nào đấy để mà cái học đấy nó lại có cái sự thú vị ấy, thì là mình phải tạo được cái động cơ học tập cho con. Thế thì ở gia đình nhà chị thì có một trong những cách tạo cái động cơ học tập ấy là mình chia sẻ những cái trải nghiệm của mình khi mà mình đi ra nước ngoài. Và cái trải nghiệm những cái năm đi du học ở ngoài nước Việt Nam của mình nó rất là thú vị, về học tập, về thầy, về bạn, về công việc. Thế thì khi mà con nghe ông bà chia sẻ, bố mẹ gì chia sẻ thì là con thấy rất là thích. Thì con thấy rằng là cuộc sống nó rất là phong phú, nó có rất là nhiều điều mà con chưa biết. Đấy cũng là một cái động lực để con muốn đi ra khỏi tòa nhà của con, đi ra khỏi thành phố của con, đi khỏi đất nước của con. Tại vì thực chất ra thì mình chăm con mình rất là tốt, mà con sẽ vượt được, gọi là nôm na gọi là vượt được cái lười của con, tức là cái lười của được lo ăn lo mặc rất là đầy đủ, thì để cho con muốn khám phá thế giới và có những cái câu hỏi của con, cái sự tò mò của con về thế giới. Thì chị nghĩ đấy là một trong những cái động lực khiến con nó muốn học tập tốt lên các môn nói chung và cái ngoại ngữ nói riêng. Tại vì nếu muốn ra thế giới thì ngoại ngữ là cái chìa khóa đầu tiên. Bên cạnh việc con phải học giỏi các môn khác thì con phải nghe được đã, con phải hiểu được đã, thì đấy là cái động lực để con học ngoại ngữ. Bạn Lâm Tùng thì chị thấy rằng là bạn ấy có một chút xíu cái năng khiếu về ngôn ngữ. Chị thì chị cũng học và làm việc bằng tiếng Anh. Thế cho nên là mình cũng nghĩ rằng là mình cũng có một chút xíu nào đấy để có thể đồng hành với con trong những lúc con cần. Nhưng thực ra mà nói thì cái thành công của con thì chủ yếu là nhờ vào các thầy cô. Tại vì con thì rất là may mắn, gia đình chị rất là may mắn là gặp được rất là nhiều thầy cô có chuyên môn giỏi và yêu nghề, yêu trẻ và hỗ trợ các con rất là nhiều. Cho nên là con nó có được cái thành tích cũng khiến gia đình vui về tiếng Anh của con. Thế nhưng mà cái thành công của con ấy thì chị nghĩ rằng là nó không đến dễ dàng như kiểu là con học giỏi xong con cứ chăm con có thầy cô tốt thì là con được thành tích như vậy, nó không bằng phẳng như vậy. Và cũng có những lúc mà con nó có những cái không hài lòng với lại cái việc học tập của nó ở trường lớp thế này thế kia. Mà trẻ con thì nó không có cái tính mục tiêu rất là cao, tức là bất luận là con thích ai, con không thích ai, con có khó khăn gì thì cái mục tiêu con hướng tới là học tốt. Con sẽ học mà các cái khác con gạt qua được rất là nhiều yếu tố khác ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái động cơ học tập cũng như là cái nỗ lực của con, cái năng lượng của con trong quá trình học tập. Thế những cái đấy mà mình chịu khó, mình quan sát con và mình trao đổi với con, đấy mới là lúc làm bạn với con ấy. Tức là mình chịu khó, mình nói chuyện với con theo cái cách mà ít áp lực nhất thì để con nó thả lỏng, nó nói chuyện với mình những cái khó khăn, những cái trăn trở của nó, thì mình xem là cái gì thì mình có thể là đứng vai chính mình giúp con, còn có những cái gì mình chỉ là vai phụ thôi.
mình nhờ thầy, nhờ cô, nhờ bạn bè cùng giúp con. Thì những cái lúc khó khăn như thế thì mình cũng, gia đình cũng rất là may mắn là có những thầy cô, những người bạn cùng đồng hành với con để mà cho con nó vượt qua những lúc đấy và nó lại tiếp tục học tập. Khi mà chọn trường cho con ấy thì mình sẽ chọn cái trường mà nó có cái uy tín một chút. Thì nói thật lòng là khi mà gia đình chị chuyển đến Eco Park thì cái trường mình cũng vừa mới thành lập thôi, thì gọi là để gọi là có uy tín lâu năm thì sẽ không thể có được. Thế nhưng mà mình nhìn vào những người thầy người cô đó và khi mà mình tiếp cận, mình nói chuyện, kể cả những cái đội ngũ cán bộ hỗ trợ, thì mình cảm thấy có cái sự nhiệt tình, có cái năng lượng rất là tích cực, rất là dồi dào. Thì đấy cũng là cái cảm nhận ban đầu khiến cho mình có cái sự tin tưởng hơn để mình giao con cho nhà trường. Về trường thì cái đầu tiên là những người nào làm nên cái tinh thần của trường thì là những thầy cô. Thì cái điều hài lòng nhất đó là những thầy cô của trường mà dạy con chị mà đã đồng hành với con từ năm lớp 6 đến giờ. Thì gia đình rất là biết ơn các thầy cô. Thì đấy là điều hài lòng đầu tiên, hài lòng nhất. Sau đó thì là đến cái vẻ đẹp của trường. Trường rất là đẹp, rất là rộng rãi. Thế thì đấy cũng là cái rất là quan trọng để mà thầy cô đến trường, thầy cô cũng không cảm thấy đầu óc bí bách. Và các con đến trường, các con cũng thấy nó sáng, đẹp, nó thoáng, thì rộng rãi. Thì đấy cũng là một cái mà rất là quan trọng để cho cái hiệu suất học tập nó nâng cao. Và đấy cái điều thứ hai mà chị cảm thấy là cái điểm nhấn của trường. Thứ ba thì là cái môi trường, không biết là với các bạn khác có trải nghiệm như vậy không, nhưng mà với cái môi trường của phụ huynh mà chị đã được trải nghiệm từ lớp 6 đến giờ, chị luôn luôn rất là happy với cả những người phụ huynh mà cùng trong hội phụ huynh của chị. Chị tham gia hội phụ huynh từ lớp 6 đến bây giờ thì luôn luôn cảm thấy có cái cùng chia sẻ cái tình yêu thương với con cái quan tâm đến cái sự nghiệp học tập của con, cũng như là nhiệt tình về các cái hoạt động của lớp và rất là hào hứng để trao đổi với thầy cô về việc nuôi dạy con làm sao cho nó hiệu quả mà con trưởng thành trong cái niềm hạnh phúc. Thế thì đấy là ba điều mà chị thấy rằng là nổi bật nhất trong cái cảm nhận của chị về trường. Xong cái phổ thông cơ sở ấy thì cũng thi các trường ở Hà Nội, thi cả trường chuyên. Thế và gia đình cũng có cân nhắc sự lựa chọn là cho con đi du học nữa. Thế nhưng mà cá nhân mà nói thì chị cũng chưa sẵn sàng xa con. Tại vì bản thân nghề của chị là làm việc với rất nhiều người có vấn đề về sức khỏe tinh thần, thì chị thấy rằng là cái môi trường sống rất là quan trọng, cái môi trường xã hội rất là quan trọng, và những cái thay đổi lớn vào những cái giai đoạn mà vừa tâm sinh lý của cái đối tượng, ở đây là mình nói là đứa con mình đang ở giai đoạn chơi vơi, tức là con mình đang ở tuổi vị thành niên, nó đang dần dần trưởng thành, cũng là một giai đoạn tâm lý khó khăn. Xong sau đó thì có những cái thay đổi lớn liên quan đến môi trường, thì nó sẽ phải có rất là nhiều cái áp lực trong khi thay đổi. Cá nhân chị nghĩ rằng là con chị thì nó chưa thực sự cứng cáp, hoặc là chị cũng là một người mẹ hơi quá lo về con, cũng có thể là như vậy. Thế nhưng mà chị nghĩ rằng là trong cái độ tuổi mà dưới 18 tuổi thì người ta cho bố mẹ là người giám hộ cho con, nó có cái lý của nó. Thế nên chị cảm thấy rằng hàng ngày gọi điện thoại cho con, nhìn thấy mặt của con là con đang ăn, mẹ con đi học, thì chị vẫn cảm thấy chưa đầy đủ lắm. Chị nghĩ là cái tương tác giữa người và người nó sẽ giúp hơn rất là nhiều. Nếu mà con mệt mỏi mà mẹ chỉ gọi điện thoại thì nó sẽ khác với cái việc là con mệt mỏi mà mẹ có thể pha cho con một cái cốc nước ngon, hoặc là mẹ đi bộ với con. Thì chị, đấy là cá nhân chị thấy như vậy. Thế nên chị nghĩ rằng là chị muốn cho con gần chị đến khi mà hai mẹ con đều cảm thấy là sẵn sàng. Còn việc mà kể cả con đỗ các trường bên Hà Nội mà con vẫn học ở đây thì nó là cái lựa chọn của toàn thể gia đình, tức là gia đình nhỏ nhà chị và gia đình lớn. Tại vì rõ ràng là mình đang ở Hà Nội, ở quận trung tâm. Thế nhưng mà mình chuyển về đây là bởi vì mình muốn có một cái môi trường sống nó xanh hơn, nó khiến cho đầu óc mình thư thái hơn, để mình tập trung vào, mình tái tạo năng lượng, để mình làm việc, mình sáng tạo. Thế thì đến khi mà con lớn thì cái tiêu chí đó vẫn không thay đổi. Tức là mình cần một môi trường nó thư thái về đầu óc và nó rộng lớn, nó khiến cho mình có thể tăng các hoạt động thể lực được. Thế thì nếu như mà con học ở Hà Nội thì giả sử ở trường Hà Nội rất là tốt đi chăng nữa, thì một ngày con tốn rất là nhiều thời gian đi lại ở trên đường, và cái thời gian đi lại đấy nó sẽ khiến mệt và đầu óc mình nó sẽ không thể sáng tạo được nhiều. Riêng với trải nghiệm của gia đình thì gia đình nhà chị rất là may mắn là gặp được rất là nhiều thầy cô mà quan tâm đến con, đồng hành với con không chỉ trong giờ học
và ngoài ra cũng sự nhắc nhở, những cái sự chia sẻ. Thế bởi vậy cho nên chị không cảm thấy có lý do là cần phải chuyển con đến trường khác hay là quá vội để khiến con đi du học là vì vậy. Chia sẻ riêng với Lâm Tùng thì cũng mẹ cũng chia sẻ nhiều rồi. Thế nhưng mà nếu mà được nói với con thì luôn luôn là mong muốn cho con mình cũng như là các con ấy đừng bao giờ đánh mất cái niềm vui của học tập. Vì học tập là một quá trình cả cuộc đời mình. Và nếu như mà mình vẫn còn háo hức với kiến thức, với những trải nghiệm mới thì bao giờ mình cũng sẽ có cái động cơ để học tập và để cải thiện bản thân ngày càng tốt hơn. Thì đấy là một điều mà mẹ muốn chia sẻ với Tùng và với các bạn của Tùng.